Anh Liêng nhá. Liêng đi. Gà bao nhiêu? 500 đi. 500 đây đi. Có mấy anh em mà đánh nó gì tí ngoài nữa. 2 triệu nhá. To thế à? Chơi đi. Chơi đi. 2 triệu. Ẩm to thế, à ẩm bằng ga nhỉ. Ẩm bằng ga. Chưa, ngài có vào tẩy chưa? Ừ. Sao rồi đi. Tính đi. Bỏ rồi. Chịu rồi, bỏ rồi. Đi. Bỏ à? 2, 3, 8 điểm mà không ai vào. 8 điểm đánh. 8 điểm ai dám, dám phạt không? Bắt chết, đúng không? Lâu rồi. Chờ vào tiền. Tiền gà mà mình ẩm. 3, 4 này. Ok chưa? Ok. Đừng có vậy. Đấy, chơi đi. Tôm trồng này. Trồng trồng 4 triệu. 4 triệu, 1, 2. Cần 8 triệu rồi. 3, 4. Đúng không? Thế là 4 là lởm đúng không? Đúng rồi. Sẽ biết ngay được ngôn điểm đấy. 11 lên 9, biết luôn. Chả biết thì sao? Bỏ à? Bỏ. Không biết làm trong à? Trong. 4 triệu cân. 4 triệu cân. 1, 2, 3, 4. Đuổi luôn. Thêm 4. Đúng không? Ha ha. Đuổi chạy trước đi. Mấy là cân nhỉ? 4 là cân đúng không? 1, 2, 3, 4. Thôi cân đủ ăn thì cần gì phải đánh to nữa. Cân. Cân. Cân vừa thôi. 9. 2 nhà thì đang 9 điểm là lâu rồi. Liêng mới phạt này. Phạt cái gì mà. Có điểm thì đánh, có điểm thì thôi. Quả đấy 1 là phạt, 2 là bỏ đi. Bỏ đi còn gì nữa chứ còn. Cân gắng. Cân gắng còn phạt này. 1 này. 2 này. Đấy. Thiếu 2 triệu. Đặt xuống cái cúp nào. Này hay cất thế. Vợ gọi con thì tắt mẹ máy đi. Đánh bài cho đàng hoàng. Vợ gọi chào mong kêu chào mong. Chồng xong không. 2 3. Thôi đừng ẩm chồng nó thua đấy. Mới ông biết chồng à. Ừ. Sao cân đúng? Quả này nó cũng hơi nhiều ấy nhỉ. Ok. Đấy. Thêm 2. 2 là cân đi. Sau 2 ông 6 triệu mới cân. Tôi ẩm 4 rồi. Chưa. Mẹ là có 4 nước bài này có nên đánh không? Yếu gì ra ngoài. Thôi bỏ đi, câu anh đi. Bỏ. Bỏ. 2 triệu cân à? Ừ. Cân là đủ ăn này. Chín. Cân thì chỉ biết thua rồi chứ còn. Chín. Dạy. Cân. May mình được 4 điểm ấy nhỉ. 9 điểm. Đỏ thế. Cay. 3 con 9 sợ. May không thêm. Cân đi. 1 này. 2. Có ẩm trồng không? Cái gì? Có ẩm trồng không? Ẩm gì ẩm sợ gì? Ẩm bao nhiêu? 4 triệu 3 triệu 4 triệu ấy. Ừ. Mà thôi đéo coi cân lên bài đánh. Bỏ mẹ xin bài coi này, may không ẩm chưa? Cân 4 triệu cân. Thôi ăn luôn đi khỏi cân. Ăn luôn 2 điểm. 2 điểm 7 điểm. Kia vào đây này cúp đi cúp đi tôi ẩm nào 2 triệu ẩm thôi như là xanh chín đúng không xanh chín luôn kỹ quá đấy làm được gì đâu chơi chắc cú
Đây. Ông kia có gà tí không? Tôi ông gà tí này. Chào bao nhiêu? 3 triệu đi. 3 triệu. Ông tôi đang gà ông ngày ông lại tính hỏi làm gì? Không phải. Cân. Rồi. Chắc cân là được rồi. Để yên đấy. 4 triệu cân. 1 2 3 4 triệu này. 1 2 3 4. Tôi mượn 6 triệu đấy nhá. Thêm 10 triệu nữa. To đấy nhỉ. Chỉ có 3 điểm mở thôi. Là kia mời ông thả tôi đi xong cả ngoài luôn chứ cần 7 điểm nên thui không nhắm 7 điểm sao ăn được ăn cái gà đúng không cái gì cơ liên quan gì đến cái gà bà tao đâu nhỉ đây đúng không cái gì mà đấy để từ từ đã tôi có tiền đã to quá như 7 đến thui nhắm bắt 8 bắt liền này đây ôi một tí tôi trả lại tiền gà cho ông gớm mà đây giấy gà ông này 1 triệu 2 triệu 3 triệu này 4 triệu này, 5 triệu này, 6 triệu này. Đấy, được chưa? Ông ăn ngoài tôi ăn trong, thế thôi, có cái gì đâu mà đơn giản, có gì đâu đúng không? Đã nghe tôi ăn hết chứ. Khốn đấy. Không ẩm à? Thôi. Ôi giời ơi. Đấy 2 triệu. Hai triệu bỏ 2 triệu là 2 triệu là cân đúng không? Ừ. Đủ 2 này mấy triệu đây 2 triệu rồi ừ 2 triệu đúng không? Ừ. 1 2 thêm bao nhiêu thêm 4 5 bắt vào 5 triệu đúng không? 5 triệu bắt cái cái này 2 này 3 này 4 này 5 thua luôn bắt ăn đi ăn đi ăn đi 7 điểm mê tô lào ghét nhất những thằng tô lào hồi nãy ông tố ông được ăn ở đây tôi thua ở ngoài tôi ăn phải cố gắng ăn ở trong nhưng ông có thua ở ngoài đâu mà không thành công ê ông cứ không làm à nhà này cái không ẩm à? Không ẩm. Không ẩm lên bài đi. Lên bài nhỉ, quên mất. Ê. Ngáo thật. 2 triệu. Ok. Thôi từ bỏ. Mấy triệu là cân? 2 triệu cân này. Tiếp tục lên bài. To thế. Mấy đủ chưa? Đủ rồi, 3 triệu đây. Khó nhanh nhỉ 1, 2, 3 triệu là cân này đúng không 1, 2, 3 thêm 3 triệu có cái... điểm đâu mà bắt thôi có điểm đâu mà bắt đây được 3 điểm mù 3 triệu cũng chú chạy đây cơ mà các ông nghĩ thì ông hết thì nhanh cho được cái vào dưới nhà to nhà có nước bán tước thì đâu cái đây rồi này rồi cái to mà ăn này ẩm đi trồng đi ông rẽ rồi cái không ẩm mình cho được ẩm đúng không cái đánh trước hay cái ẩm gì à cái anh mẹ à, thôi, nhìn bài đánh cho chắc cú giả vờ tí bỏ thôi yeah. Đánh mẹ 7 triệu 2 triệu cần thêm 5 triệu ăn đi đúng. Ăn rõ ràng sợ bố nhà bên này không kia muốn ăn cái điều bán 1 này 2 này ăn làm sao được ai cốc đây ai cốc trả được đây cốc cho chơi bài rồi nó phải cứ cẩn thận này 2 triệu này đúng rồi đồng thầm đi ẩm 4 đúng chưa mình chẳng nhẽ là ẩm 8 thôi bỏ ra xuống 8 mất quá
Điên là đi ẩm 8, tiền đâu ẩm 8? Ẩm 8 thua luôn. Ẩm cân ngay, 6 điểm cân ngay. Tám cân à? Tám triệu ăn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cần người đã tính xong. Cần à? Hơn 10 triệu cân tôi cái à? Ông 6. Ông ẩm 2 đúng không? 6 triệu. Ông 4 triệu thôi. 4 triệu, 4 triệu cân này. 4 triệu thêm 3, ván này thua nữa rồi. Xem nào. Một không có nước hẳn luôn đi rồi. Xong. 3 triệu đi. 3 2 3 1 2 Thêm 5. Ông thêm mấy? Ông này thêm mấy? 3. 3 5 là 8 đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ông thêm 3. Ừ. Cân nữa tính sao? Cân tiếp. Cân thì không có chất chát gì rồi. Không có chất cũng kệ thôi. 7. 7 là gió vàng 5 triệu cân. Tiếp tục. Thêm mấy? Thêm 3. Cũng thêm 3. Ông kia. Hết tiền. 2 triệu cân. Ông thêm 3 là cân thôi. Đủ 3 thêm lại 5. 1, 2, sợ nhỉ? 4, thêm mẹ một lần nữa, cứ thêm 3, thêm 5 này đau đầu nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cứ đi cân là chết người thật. Cân này. 1, 2, 3, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9. Thêm mẹ 10 triệu đi. Số lượng bài vẫn lại thừa vứt đây này. Cho cân thiếu được không? Không thiếu chứ gì. Ông cân không? Cân, ông bỏ đi. Bắt con lợn lại cho nào. Giết mẹ để đánh kệ chứ. Mười triệu à? Ừ. Phải lấy tiền rồi. Tiền lẻ à? Tiền lẻ. Tiền lẻ cũng được. Thì ông cứ cầm cầm cái đống này ra xong báo mồm đi. Thế mà cân hay như nào? 3 triệu cũng thêm. Thôi cứ báo mồm đi đâu phải tính. 10 triệu cân đúng không? Ờ. 10 triệu cân thêm tiếp 10 triệu nữa. Tương đối có đủ 20 triệu không? Đủ đấy, thừa đủ luôn. Đó, ông đưa ra xem nào, đấy ra xem nào. Ông cứ để ông rồi. Đánh 10 triệu thêm 10 triệu thêm 10 triệu. Thế ông thêm một ông 20 triệu cân. Đúng rồi. Bắt luôn. 2 4 6 8 1. Ông ơi, đếm đi. Nó xong rồi đấy. Thiếu 5 triệu. Rút vào đi. Bài kinh nhỉ. Hết rồi thôi. Bảo ông bao nhiêu khóa, khóa đi. Có lẽ phải làm nhằn. Thôi. Ông thợ bảo là thêm 5 triệu thôi. Thêm 5 nhá. 5 tôi bắt bằng tiền à. Ừ. Ông còn tiền đâu? Tôi thiếu gì tiền, ông không khó chứ. Tôi thêm nữa cũng được. Xong chưa? Khoan từ, ông bắt đi, tôi đủ 15 đây rồi. Rồi, ông còn... bỏ vào đi. Tôi với ông xem lại chứ nào. Xong chưa? Tôi bỏ 15 triệu là cân luôn đúng không? Ờ. Không ai được thêm nữa thôi đúng không? Không, ông này phải bỏ 5 triệu. Tôi không chẳng cần thêm nữa, ông hết tiền thôi, bỏ vào đi. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi đã nghĩ như cân là tôi phải mở trước, nhưng mà bây giờ tôi vì các ông tôi phải cân. Đánh cho tôi thêm nữa đấy. Ông ơi, ông này đầu gánh mở trước đi. Sao ông này yếu thế? Ông này đầu tiên mở gánh thì tôi có yếu đâu mà. Tôi Ryukai rồi. Ăn đi. Cái này vứt mẹ ăn 3 con ngỗng đây này. Tôi chưa hết tiền của mẹ em. Ngồi yên đấy. Ngồi yên đấy. Đây này. Ba số. Đen thế à. Yuka ba người to lắm ấy. Bài bán bài cước của mình. Ở đây nhỉ? Không. Video vừa rồi là một cái minh chứng cho cái việc mà đánh bài không thể làm bài được. Như các bạn đã biết, nếu như mà đánh bài thì phải là bịp, mà bịp bằng cách là chia bài. Thế nhưng mà cái video vừa rồi tôi làm với mục đích là để cho các bạn biết, nếu như mà không chia bài, thậm chí là không được sờ tay vào bài mà vẫn bịp được thì bằng cách nào. Thì trong đoạn clip vừa rồi ấy,
thì tôi có mấy ván đánh gọi là đặc trưng, ví dụ như là cái tôi lên bài là có sáp có liêng nhưng mà tôi vẫn bỏ, bởi vì là tôi chắc chắn là biết bài của đối phương nó đã có những cái gì rồi, có liêng cấp cao hơn hoặc là có xếp sáp cao hơn thì tôi mới bỏ. Hay là một số ván bài là tôi điểm thấp nhưng mà tôi vẫn đuổi rất là căng, thì bởi vì tôi biết là bài mặc dù bài tôi điểm thấp nhưng bài của đối phương điểm cũng thấp, cho nên là tôi có thể đuổi người ta chạy được. Đấy là cái thì bởi vì tôi đã biết điểm của đối phương rồi, thì biết điểm đối phương bằng cách nào thì tôi đã sử dụng cái bộ bài chuyên dụng. Nếu như các bạn nhìn trên clip hoặc là nhìn ở ngoài đời thì bộ bài này các bạn không thể phân biệt được đây là bài gì, nhưng mà khi mà các bạn đeo cái bộ kính áp tròng này vào này thì các bạn biết rõ ở bên trong này là trong bộ bài này là có những chất gì chất gì. Đây là bộ kính áp tròng loại mới nhất này, đây nó gồm hai cái mắt kính này, hai cái mắt kính đeo bỏ trong cái lọ này. Thế anh em có thể là tham khảo qua cái clip sau tôi sẽ làm rõ hơn, nhưng mà hai cái kính này mình đeo sát vào trong mắt ấy, thì người ngoài nhìn vào không thể phát hiện được là mình đang đeo kính, nhưng mắt là như nhìn vào như là bình thường, nhưng mà khi mà đeo kính này vào mắt thì mình sẽ nhìn rõ từng chất của con bài. Đây này, đây tôi sẽ đeo kính qua camera các bạn thấy này, đây đấy con này là con gì, 9 này đấy, con 9 nó có một cái vòng tròn và nó ngang này để phân biệt với con 6 đây. Nếu mà nó có viết số 9 đơn thuần thì nó sẽ nhầm với con 6 này, cho nên là nó sẽ viết có cái ký hiệu nó khác hơn và nó rõ nét, nó nét không anh em nhìn nét không. Đấy đây này, đây 8 tiếp các bạn nhìn rõ không, đúng không, 4 rất là rõ, ri đấy, ri an đấy, 10 này đây, con các bạn để con 10 này, con 10 là người ta đánh dấu bằng chữ thập, chữ dấu cộng gọi là chữ thập, nếu người Trung Quốc thì người gọi là chữ thập đấy, thập là 10 đúng không, thì đấy là cái cách mà ký hiệu để mà viết viết hai số 1 với số 0 thì nó to quá thì người ta viết là chữ thập. Đây ví dụ trong một cuộc chơi thì nó chia bài ra như này này, đây chia bài ra các bạn, đây bỏ bài bỏ kính vào nhìn phát là biết luôn này, đấy con này, này đấy đấy nhìn là rõ luôn, chia ra mình nhìn thấy luôn là mình biết bài này là mấy điểm, 10 Q2 là 2 điểm đấy. Đấy là cái về cái kính áp tròng, thì anh em nào mà cần tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại đang chạy trên màn hình ấy, thì tôi sẽ tư vấn về cái loại kính đời mới nhất bây giờ. Đấy đây là cái sản phẩm mới nhất bây giờ. Ok chào tất cả anh em.